Hello, welcome to Home English Learning. I'm Ngọc. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Home English Learning. Cô là cô Ngọc. Today we're going to correct movers 3, test 1, reading and writing. Hôm nay các bạn sẽ cùng cô sửa đề movers 3, test số 1, phần đọc hiểu nha. Đầu tiên, part 1, look and read, nhìn hình và choose the correct words and write them on the lines. Viết từ tích hợp và điền vào ở bên dưới. Đầu tiên các bạn ôn lại từ vựng giùm cô. The first one, từ đầu tiên, a shower, vòi hoa sen. Next, tiếp theo, a fun fair, khu vui chơi. A lift, thang máy. A field, cánh đồng. The moon, mặt trăng. A lion, con sư tử. A snail, con ốc sên. A balcony, ban công. Ví dụ đầu tiên. You can sit outside on this part of a flat. Bạn có thể ngồi ngoài trời ở cái phần này của cái căn hộ. Vậy chỉ có ngồi ở ngoài. Balcony, ban công. Ok. Questions number one. Rồi câu thứ nhất. This small animal can hide inside its shell. Con thú nhỏ này có thể nấp ở bên trong cái vỏ của nó. Vậy đáp án chỉ có thể là a snail, con ốc sên. Number two, this can take you up to another floor in a tall building. Cái này có thể đưa bạn lên trên cái tầng khác trong một tòa nhà cao tầng. Vậy chỉ có là a lift, cái thang máy thôi. Number three, you often see this and lots of stars in the sky at night. Bạn thường thấy cái này và rất nhiều ngôi sao ở trên bầu trời vào ban đêm. Đáp án là the moon, mặt trăng. Number four, animals like sheep live here on a farm. Những con thú, ví dụ như con cừu, sống ở đây trên nông trại. Vậy sống ở trên cánh đồng, a field. Number five, you can stand and wash your hair and body in this. Bạn có thể đứng và tắm rửa gội đầu và cơ thể của mình ở dưới cái này. Vậy chỉ có vòi hoa sen, a shower. Part 2. Read the text and choose the best answer. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời thích hợp. Example, ví dụ đầu tiên. Jim, I think this forest is a great place for a picnic. Mình nghĩ khu rừng này là một nơi rất tuyệt vời để đi picnic. Paul, hey, well done, giỏi lắm. B, so do I, mình cũng vậy. C, here you are, đây nè bạn. Vậy đáp án chỉ có B, mình cũng nghĩ vậy đó. Rồi bắt đầu, questions number 1. I'm hungry now, are you? Mình đói quá, còn bạn thì sao? A, yes, please. Vâng, làm ơn. B, I know it is. Mình biết, nó như vậy đó. C, yes, I am. Mình đói đó. Vậy đáp án chỉ có C, bởi vì câu hỏi của mình là dùng với to be là are. Number 2. Let's stop and have our picnic between these two trees. Chúng ta hãy dừng và bắt đầu picnic giữa hai hàng cây này đi. A, that's a lot. Nó thì nhiều quá. B, good idea. Ý kiến hay đó. C, see you. Tạm biệt. Vậy đáp án chính xác nhất chỉ có B, ý kiến hay đó. Ngồi đây dừng picnic. Number 3. What kind of food did you bring, Paul? Bạn mang theo thức ăn gì với Paul? A, salad and cold meat. Salad và thịt đông lạnh. B, make a huge apple pie. Làm một cái bánh táo to bự khổng lồ. C, thanks for the sandwich. Cảm ơn vì cái bánh mì sandwich. Vậy câu hỏi là mang theo cái thức ăn gì? Trả lời từ thức ăn sẽ chỉ có A, mang theo salad và thịt. Number 4, did you bring something to drink too? Bạn có mang theo cái gì để uống không? A, I like water more. Mình thích nước hơn. B, we could do that. Chúng ta có thể làm điều đó. C, only some fruit juice. Chỉ có một ít nước ép thôi. Vậy đáp án mang cái gì để uống thì đáp án chỉ có C, mang nước ép. Number 5, where are the plates and cups? Những cái đĩa và những cái cốc ở đâu?
A, they're inside the smaller bag. Chúng ở trong cái túi nhỏ kìa. B, when mom gave them to me, khi mẹ đưa nó cho tôi. C, yes, but they aren't here. Có nhưng chúng không có ở đây. Vậy đáp án của cho câu hỏi where, ở đâu thì chỉ có mỗi đáp án là A, ở bên trong cái túi, chính xác nhất. Number 6, what shall we do after a picnic? Chúng ta sẽ làm gì sau buổi picnic đây? A, there's one by the lake. Có một cái ở bên cạnh cái hồ. B, let's climb a tree. Chúng ta hãy leo cây đi. C, a comic or my phone. Một cuốn truyện tranh hoặc là điện thoại của tôi. Vậy làm cái gì? Thì hành động thì chỉ có B là hành động. Leo cây đi. Ok. Part 3, read the story. Đọc câu chuyện, choose a word from the box. Chọn một từ thích hợp, điền vào chỗ trống. Write the correct words next to numbers 1 to 5. Viết ở bên cạnh từ số 1 đến số 5. Đầu tiên các bạn cũng ôn từ vựng dịch ra giúp cô ha. The first one, hospital. Bệnh viện. Towel, cái khăn. Net, tấm lưới, khung thành. Waves, những con sóng. Drop, rơi rớt. Downstairs, dưới cầu thang. Washed, rửa mặt. Catch, bắt chụp. Quickly, một cách nhanh chóng. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đọc dịch đoạn văn ha. My grandmother hurt her foot last Friday. Bà của tớ đã bị đau chân vào thứ sáu tuần trước. She wanted a doctor to look at it. Bà muốn bác sĩ xem qua nó. I went with her to the hospital. Mình đã đi cùng với bà đến bệnh viện. The doctor took off grandma's shoe and looked at her foot very carefully. Bác sĩ đã cởi giày của bà ra và nhìn vào bàn chân của bà rất cẩn thận. How did you hurt it? Làm sao mà bà bị thương như vậy? He asked. Ông ấy hỏi. Did you fall? Có phải bà đã ngã? Vậy đáp án ở đây ngã gì? Ngã cầu thang. Did you fall downstairs? No, said grandma. Không, bà trả lời. Did you have to run to a bus? Vậy ở đây mình sẽ thiếu động từ. Vậy động từ thích hợp với a bus phải là catch. Did you have to run to catch a bus? Bà có phải chạy bus buýt không? Yes, ông ấy hỏi. No, she didn't do that, I said. Không, bà cháu không có làm thế. Mình trả lời. Well, did you get out of bed too? Bà có bước ra khỏi giường quá. Quá, vì sau này mình sẽ cần một trạng từ đi bổ nghĩa cho động từ get out. Và chỉ có quickly. Bà có bước chân ra khỏi giường quá nhanh không? Bác sĩ hỏi. No, said my grandmother. I heard it when I scored a goal. Không, bà trả lời. Bà bị đau khi bà cố ghi bàn đó. It went into the back of the. Sau này sau chữ the phải cần một danh từ. Nó đi thẳng vào phía sau của cái. Chỉ có một cái nghĩa đó là khung thành. Nó đi vào cái sau cái khung thành. Bà là một người cầu thủ rất là tuyệt vời. Mình bảo với bác sĩ. The doctor laughed. Well, don't worry, it's alright, he said. Bác sĩ cười to. Không sao đâu, ổn thôi. Ông ấy nói. But you must only watch football this weekend. You mustn't play it. Nhưng bà phải chỉ xem đá bóng vào cuối tuần này thôi. Mà không, bà không được phép chơi nữa. Can I go swimming in the sea? Grandma asked. Vậy bà có thể đi bơi vào biển được không? Bà mình hỏi. I love jumping in the. Bà rất thích nhảy vào trong. Vậy sau cái the thì chỉ có một danh từ trong những con sóng thích hợp nhất. No, the doctor answered. Không, bác sĩ trả lời. Bây giờ chịu chơi. Rồi, choose best name. Chọn cái tựa đề thích hợp nhất cho câu chuyện. Vậy A, grandma's two favorite sports. Hai môn thể thao ưa thích của bà. B, I want to be a doctor too. Mình cũng muốn là bác sĩ. C, a new pair of football boots. Một đôi giày thể bóng đá mới. Vậy là đáp án thích hợp nhất chỉ có A. Hai môn thể thao ưa thích của bà đó là đá bóng lại đi bơi lội. Ok. Part 4. Read the text. Choose the right words and write them on the lines.
đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ trống. Bài văn của mình có tên là Donkeys and Horses, những con lừa và những chú ngựa. Example, ví dụ đầu tiên: How are donkeys different from horses? Những chú lừa thì khác với những chú ngựa ở chỗ nào, như thế nào? Rồi, number one: Donkeys move slowly than horses. Những chú lừa thì di chuyển chậm chạp hơn những chú ngựa. Để mình có từ than ở đây thì biết ngay đó là so sánh hơn, phải dùng với chữ more. Donkeys move more slowly than horses. Những chú lừa di chuyển chậm chạp hơn những chú ngựa. They don't do dangerous things like jumping and they can swim. Chúng cũng không có làm những thứ nguy hiểm như là chạy nhảy và chúng cũng không thể bơi. Horses can, còn những chú ngựa thì có thể. Number two, a donkey is frightened, it doesn't move. Một con lừa mà sợ hãi thì nó không di chuyển. Vậy ở đây nối hai mệnh đề thì liên từ thích hợp nhất của mình: why, tại sao, when, khi, what, cái gì. Vậy chỉ có when. Một chú lừa thì khi sợ hãi sẽ không di chuyển. But a horse runs, nhưng mà ngựa thì chạy đi. Donkeys and horses have different ears and tails too. Những chú lừa và những chú ngựa thì có những cái tai và những cái đuôi khác nhau. A donkey has ears than a horse. Mình có than nữa ở đây nữa, vậy biết ngay là phải dùng so sánh hơn. Vậy mình có so sánh hơn, chỉ có đáp án B, longer, dài hơn. Những chú lừa thì có cái tai thì dài hơn những chú ngựa. A tail which is like a cow's. Còn cái đuôi thì giống cái đuôi của chú bò. Most horses enjoy eating grass and live in places where it grows. Hầu hết những chú ngựa thích ăn cỏ và sống ở những cái nơi mà có cỏ. Donkeys can live in hot, dry places where there is grass. Những chú lừa thì có thể sống ở những nơi khô ráo và nóng nực, nơi mà có gì đó cỏ. Vậy có chữ grass là danh từ. Trước danh từ thì mình chỉ dùng được với no. No grass. Những chú lừa có thể sống ở những nơi không có cỏ. Number 5. But colors aren't very different. Màu sắc thì lại không có khác nhau lắm. Most horses are donkeys or white, black, brown or gray. Hầu hết những chú ngựa, những chú lừa thì có màu trắng, đen, nâu và xám. Vậy màu sắc ở đây phải là màu sắc của chúng. Của chúng chỉ có từ their colors. Part 5. Look at the pictures and read the story. Nhìn hình và đọc câu chuyện. You can use 1, 2 or 3 words. Trả lời chỉ được 1 đến 3 từ thôi. Câu chuyện của mình có tên là Where's our car? Xe hơi của chúng ta ở đâu rồi? Ok, examples rồi, ví dụ trước ha. Dịch trước: Zoe and her father's home is in the city. Zoe và căn nhà của ba cô bé thì ở trong thành phố. Zoe and dad went to the shopping center by car. Zoe và ba đi đến trung tâm mua sắm bằng xe hơi. Ok, now questions number 1. Rồi, câu số 1. Zoe found a pretty in the sports shop. Zoe tìm thấy một cái gì đó xinh đẹp trong cái cửa hiệu thể thao. Vậy nhìn lên đoạn văn đọc lướt, mình sẽ thấy từ pretty ở ngay dòng thứ 3. Bây giờ đọc dịch kỹ lại từng câu ha. Dad and Zoe live in the city. Ba và Zoe sống ở trong thành phố. Last Saturday they drove into the big car park under the shopping center. Thứ bảy vừa rồi, họ lái xe vào trong cái chỗ đổ xe to ở ngay dưới trung tâm mua sắm. Then they walked to the sports shop. Sau đó họ đi bộ đến cái cửa hàng thể thao. Zoe needed a new swimsuit and she found one that was really pretty. Zoe cần một bộ đồ bơi mới và cô bé đã tìm thấy một bộ đồ rất là đẹp. Vậy cái đáp án của mình ở đây pretty phải là pretty swimsuit. Ok. Number 2. They went to for the lunch. Họ đã đi đến đâu đó để ăn trưa. Vậy từ khóa của mình là lunch, went. Câu cuối cùng mở đoạn văn ở trên. Then they had lunch in a nice cafe. Sau đó họ ăn trưa ở một cái quán cà phê rất là xinh đẹp.
Vậy chỉ có đáp án là they went to a cafe for their lunch. Next, number 3. Zoe has some with her pastor. Vậy từ khóa của mình ở đây là has some pastor. Rồi đọc đoạn ở trên, thấy pastor ngay dòng đầu tiên. Đọc dịch ha. They had pasta with tomato sauce. Họ đã dùng mì sợi với sốt cà chua. Vậy đáp án câu số 3 phải là Joe has some tomato sauce with her pasta. Joe đã dùng một ít sốt cà chua cùng với mì sợi. Number 4. After they went to the supermarket and the Joe and Dad went into a pet shop. Vậy từ khóa của mình là supermarket, pet shop. Rồi đọc nhanh, mình sẽ thấy supermarket ở ngay dòng thứ 2. Ok. Then they bought lots of vegetables from the supermarket and got some new books from the library. Sau đó thì họ đã mua rất nhiều rau củ từ siêu thị và đã mua một vài cuốn sách mới từ thư viện. Vậy là gì? Sau khi họ đã đi đến siêu thị và đi đến thư viện, library. Library. Ok. Number 5, Joe and Dad had to carry back to the car park. Từ khóa của mình là carry, mang, quay trở lại chỗ đỗ xe. Đọc tiếp dòng cuối cùng. They walked around the pet shop too. Họ đi vòng quanh cái cửa hàng vật nuôi. When Joe smiled at a blue parrot, it said hello to her. Khi Joe cười với con vẹt màu xanh, nó cũng nói xin chào với cô bé. At the end of the day, they had lots of bags to carry back to the car park. Đây, từ khóa của mình đây, carry nằm ở đây. Đọc kỹ dịch ha. Vào cuối ngày thì họ có rất nhiều cái túi xách cần phải mang quay trở lại cái chỗ đỗ xe. Và đáp án của mình là phải carry. Họ phải mang cái gì? Lots of bags. Phải mang theo nhiều cái túi. Ok. Next, number 6. Joe and Dad. The car, because there were lots of cars in the car park. Okay, rồi đọc dịch. Where's our car? Joe asked. Xe của chúng ta ở đâu? Joe hỏi. I don't know, said Dad. Bố không có biết. There are hundreds and hundreds of cars here now. Có tới hàng trăm chiếc xe hơi ở đây luôn. Joe and Dad walked up and down the car park, but they couldn't find it. Joe và Dad đi lên đi xuống cái chỗ đỗ xe nhưng mà họ vẫn không thể tìm thấy nó. Vậy từ khóa của mình nằm ở đây, car park. Vậy Joe and Dad, câu trả lời sẽ là couldn't find it. Không thể tìm thấy xe của họ. Ok, number 7. There was on the roof of Dad's car and said happy to help when they found it. Từ khóa của mình là the roof, cái mái của cái xe. Rồi đọc tiếp. Look, there's a blue parrot again. It's on the top of one of the cars, Joe said. Bằng với roof thì mình có cái cụm on the top of, ở trên đỉnh. Nhìn kìa, có một cái con vẹt màu xanh. Nó ở trên đỉnh của cái một trong những chiếc xe. That's our car. Hooray, Dad answered. What a clever parrot. Đó chính là cái xe của chúng ta đó. Hooray. Ba trả lời, thật là một con vẹt thông minh. Happy to help, said the parrot, and said, then it flew off. Rất vui vì được giúp đỡ, con vẹt nói, rồi sau đó bay đi. Vậy câu trả lời của mình phải là the blue parrot was on the roof of Dad's car. Ok. Part 6, look and read and write. Nhìn tranh, đọc và trả lời. Examples, ví dụ đầu tiên người ta cho mình rồi ha. These three pirates are on an island. Ba tên cướp biển này đang ở trên một hòn đảo. What is the blonde pirate holding? Tên cướp biển tóc vàng thì đang cầm cái gì? Vậy trả lời là một cái bản đồ cũ. Ok, rồi trả lời. Questions. Hoàn thành câu. Number 1, someone is sleeping between the. Một ai đó đang ngủ ở giữa. Rồi phải nhìn bức tranh thì chỉ có cái gì? Cái người này đang ngủ ở giữa cái cây. Vậy đáp án phải là the trees. Someone is sleeping between the trees. Number 2, the sun is behind the
Mặt trời thì ở phía sau. Phía sau cái gì? Đáp án của mình đây. Mặt trời đây, đám mây đây. Vậy mặt trời phải ở sau đám, đám mây. The sun is behind the clouds. Clouds. Okay. Now, number three, answer the questions. Trả lời câu hỏi. What color are the cells? Cái cánh buồm có màu gì? Cánh buồm đâu? Cánh buồm đây. Màu đỏ. Và đáp án sẽ là red. Red. Okay. Number four, what is the whale looking at? Con cá voi đang nhìn vào cái gì? Đáp án của mình, con cá voi đây, nhìn vào con chim, nhìn vào bầu trời, nhìn vào tảng đá. Rồi đáp án, bây giờ mình viết thử đáp án. Bây giờ nhìn vào con chim đi ha. Bird. Looking at the bird. Okay. Rồi bây giờ viết, tự viết ra hai câu để mô tả bức tranh. Ví dụ bây giờ muốn nói là gì? Bây giờ hai vỏ sò. Có hai vỏ sò ở trên biển. Đây, vỏ sò đây. Ok. Mình sẽ nói là gì? There are two shells on the beach. Ok. There are two shells on the beach. Tiếp tục, có một con thuyền ở biển. Thì sẽ nói là gì? There's a boat in the sea. There's a boat in the sea. Okay.